Phương Mỹ Chi bị trù ẻo qua đời. Trước Phương Mỹ Chi, nhiều nghệ sĩ Việt cũng khóc sở mưu màu. Vì bị kẻ xấu trù ẻo qua đời trên mạng xã hội, thông tin thất thiệt này khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Phương Mỹ Chi khiến khán giả lo lắng khi thông báo cả gia đình 4 người đều bị nhiễm COVID-19 sau quá trình tự chữa trị tại nhà dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, nữ ca sĩ và người thân đã khỏi bệnh và phục hồi ngoạn mục. Trong suốt thời gian chiến đấu với bệnh tật, giọng ca Quê Em Mùa Nước Lũ đã nhận được vô số lời động viên từ bạn bè, người hâm mộ. Tuy nhiên cũng có một số IT fan bình luận kèm duyên, thậm chí còn trù ẻo nữ ca sĩ qua đời vì COVID-19 khiến Phương Mỹ Chi rất bức xúc. Mới đây, Phương Mỹ Chi không khỏi phẫn nộ khi xuất hiện trên YouTuber một clip có tiêu đề "Vĩnh biệt cô bé dân ca, ca sĩ Phương Mỹ Chi", thậm chí người đăng này còn ngang nhiên lồng ghép hình ảnh đám tang vô cùng phản cảm để gây sự chú ý. Phương Mỹ Chi kể lần đầu tiên đi hát là trong đám ma của một người hàng xóm. Học trò hiền thục nhớ lại thời điểm ấy, được đi hát là niềm vui hạnh phúc của cô, thậm chí vào lúc khuya khi đang ngủ, có người ngỏ lời là cô đi ngay. Em đâu biết là đám ma hay đám cưới gì đâu, chỉ cần mình được hát là được. Sau khi tới đó em giới thiệu là, dạ con xin chào cô chú và anh chị, sau đây con xin được hát ca khúc Góc Vui. Lúc đó mẹ em không kịp bịt miệng em luôn. Em nghĩ mình hát được thì vui thôi nên nói vậy, thậm chí em nói xong vẫn không biết là mình sai luôn. Giọng ca Quê Em Mùa Nước Lũ kể thêm, mãi khi ra về mẹ mới nói em rằng, đã sai khi giới thiệu như vậy, đến thời điểm đó nữ ca sĩ mới nhận ra và cảm thấy có lỗi. Đó là một kinh nghiệm và kỷ niệm vui vui của em, Phương Mỹ Chi tâm sự. Nữ ca sĩ khẳng định, việc tham gia giọng hát Việt Nhí mùa đầu tiên cũng là một cơ duyên. Cụ thể, khi chị cô lướt trên mạng thì vô tình đọc được thông tin casting và ngỏ lời cho cô đi thi. Mẹ Phương Mỹ Chi không muốn vì nghĩ rằng dòng nhạc mà con gái theo đuổi không phù hợp với thị hiếu số đông. Tuy nhiên với tinh thần thi cho vui, nữ ca sĩ đến buổi tuyển sinh và thể hiện ca khúc Xa Mưa Dông. Em hát nhưng mẹ đứng ở thang máy bấm sẵn, chỉ cần rớt là đi về liền. Ai mà đậu là sẽ cầm tờ giấy ra, nhưng em bước ra thì không cầm giấy, mẹ động viên rằng không sao hết. Nhưng sau đó có cô chấm vòng sơ tuyển ra và nói, đây là điều hiếm có vì từ đầu chương trình chưa có ai hát dòng nhạc này. Chúc mừng chị. Mẹ em lúc đó rất mừng, đó là lần đầu tiên em được mẹ dẫn đi ăn sang, Phương Mỹ Chi hào hứng kể lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.